Đêm qua thì Apple đã giới thiệu iPhone 13 và 13 Pro hoàn toàn mới. Và tôi sẽ trả lời cho câu hỏi là nó là mới như thế nào và các bạn nên mua nó hay không. Xe máy tới. Và cụ thể hơn, thực ra đây không phải là iPhone mới mà chỉ là màu mới thôi. Chúng ta sẽ có màu xanh lá cây. Và lần cuối cùng là từ những năm 2019 với lại chiếc iPhone 11 Pro. Với 13 và 13 mini thì chúng ta sẽ có màu xanh đậm hơn. 13 Pro và Pro Max thì sẽ có màu gọi là gì? Alpine Green. Khó hiểu thật. Nhưng đại khái là màu sắc các bạn thấy nó sẽ nhạt hơn đôi chút và cũng rất là đẹp. Như vậy là với 13 bên cạnh 5 màu sắc tùy chọn thì sẽ có chúng ta thêm màu mới. Còn 13 Pro, Apple nâng tổng số màu là lên tới 5 màu khi màu xanh lá xuất hiện. Nhưng lưu ý rằng màu xanh trên hai sản phẩm này có sự khác biệt nhau nhất định. Còn về giá bán thì ngay trong đêm ra mắt thì đã được công bố tại thị trường Việt Nam. Đó là chiếc iPhone SE thì chúng ta sẽ có mức giá từ 12,9 triệu đắt vãi lòi của mắt. Trong khi đấy chúng ta sẽ có thêm các sản phẩm khác như là iPad Air 5 với phiên bản Wi-Fi 64GB sẽ là 16.990.000. Chúng ta vẫn sẽ có vi xử lý Apple M1 mạnh cực kỳ luôn và với con chip này các bạn dùng trong vòng vài năm tới cũng ok. Ngoài ra có thêm một cái màn hình là Apple Studio Display 27 inch, độ phân giải 5K. Con này thì giá rất rẻ, hợp túi tiền nhất là những bạn sinh viên khi bản Max Option của nó chỉ là 109.900.000 đồng. Hoặc là các bạn nếu mà thích mua những cái màn hình về để mà làm thật tập pro, thể hiện mình là người chuyên nghiệp, còn tuyệt gì hơn khi mua cái màn hình này có mức giá là 49.990.000 đồng. Và iPad Air 5 chính hãng về Việt Nam vào đầu khoảng tháng 4, iPhone SE 2020 thì chúng ta sẽ về với thời điểm này. Tuy nhiên có thể nói rằng đây là một mức giá quá cao dành SE 2020 bởi vì nó sẽ gặp các đối thủ cạnh tranh, nhất là đến cả iPhone 11 chính hãng. Và các giá bán của sản phẩm này thì nằm ở mức dự kiến. Các bạn thì truy cập vào link bên dưới tại XT Mobile để cập nhật thêm về cái việc là khi nào sẽ về Việt Nam và giá bán cụ thể như thế nào. Và mình tin rằng trong phân khúc giá tiền này có quá nhiều sự lựa chọn các bạn. Ngay cả cái iPad Air 5, các bạn hoàn toàn có thể mua iPad Pro cũ để có thể đem lại trải nghiệm cũng ngon mà có những cái thứ khác hỗ trợ tốt hơn. Còn thực ra con chip M1 thì bản thân nó thì cũng chưa chắc các bạn đã tận dụng được hết được cái hiệu suất. Và những cái sản phẩm như là Apple Studio Display hay là Mac Studio đều là những con quá khủng vượt qua cái trải nghiệm của mình rồi. Mình làm gì có tiền để làm trải nghiệm những cái như thế này. Anh em nghĩ sao? Hãy comment ý kiến bên dưới. Hẹn gặp bạn các video lần sau.